Sáng hôm nay mình học cái bài kinh như là Anyatara Ramana Sutta, tức là kinh về một vị bàn môn. Tại sao mà bàn môn mà không phải là Bà La Môn? Tại vì nó gọn. Ở đây mình để kinh về một vị Bà La Môn thì nó dài quá, cho nên tôi sớ thành bàn môn. Thành ra cái chữ bàn môn này nó cũng tương đương bàn môn, vị bàn môn. Có một điều bà con nhớ dùm á, là cái chữ bàn môn ở tiếng Việt Nam mình đọc theo cái âm của Nam Bộ á, thì bàn có rê hay là không có rê á, thì mình đọc giống nhau, đọc giống nhau. Chứ cái dân người Bắc á, miền Trung á, chữ Huế, dân miền Trời, dân miền Bắc á, thì người Trung và người Bắc thì họ đọc rõ ràng lắm. Thì cái bàn môn, chữ bàn môn mà có rê đó, nó có nghĩa là ngoại đạo ha. Bàn môn có nghĩa là ngoài cửa, giống như bàn quan, khách bài kẻ bàn quan có nghĩa là người đứng bên ngoài nhìn, này gọi là kẻ bàn quan. Thì cái bàn môn đây là người đứng ngoài cửa chứ không phải là ở trong nội bộ. Kẻ đứng ngoài cửa chẳng hạn như là bàn quan đó, chữ bàn đây nghĩa là bên ngoài. Nhưng mà cái bàn quan mà có hai chữ rê đó là cái nghĩa khác nữa, là cái tiếng Việt Nam kêu cái bọng đái đó. Cái bàn quan nó nghĩa là một cái bọng đái, nó khác nha. Tôi tính kiếm cái chữ nào nó đẹp hơn nhưng mà nghĩ hôm qua ra là chạy đó, cho nên đây mà sẵn mình học luôn. Cái bàn quan mà có hai chữ rê đó thì nó là cái chữ kia, còn cái chữ bàn quan mà một chữ rê đó, thì chỉ cho cái kẻ mà ngoại đạo, cho nên nó kêu là bàn môn tả đạo đó nha, bàn môn tả đạo. Còn cái chữ bàn môn ở đây nè thì nó không có nghĩa như vậy, mà nó là tiếng âm. Chữ bàn đây là nó âm từ cái chữ brahmana, bàn môn là brahmana. Chứ mình cứ nhầm lẫn hơn kẹt. Còn cái bàn môn điếm của Bắc Hàn á, thì cho đến bây giờ thì tôi cũng chưa có chắc, tôi không có rõ nó là từ đâu nó ra, nhưng mà theo tôi hiểu được bàn môn điếm ở đây cũng có cái gốc từ tiếng Hán, tôi đoán vậy thôi, đoạn là nó làm từ tiếng Âm. Mà tôi nghĩ 99,9% chữ bàn môn điếm này nó không có, nó chỉ có 0,1% là gốc Hán, nhưng mà có thể nó là tiếng Âm của một cái địa danh rất là nổi tiếng của Bắc Hàn đấy. Điều mình nói là xa rồi nhưng mà sẵn cái nói luôn đi như một giây vậy, nhớ nha, nhớ cho kỹ, mốt đổ thừa cũng khổ cho tôi. Thì kinh về một vị bàn môn thì ở đây đó, cái vậy cái mấy cái kỳ rồi là tôi bỏ một buổi giảng đó, tôi tiếc ghê lắm, bởi vì mình đang đi một lèo mà ha, mình ngưng nhẹ cái nó mất đi cái tinh thần. Cái bài kinh này là một vị Bà La Môn đến hỏi Thế Tôn, và Thế Tôn cái người hành động đó, có phải là cái người cảm thọ không? Cái câu này nó hay vô cùng, bà con còn nhớ cái câu mà Dukkha mi vát na cô chí Dukkito, chỉ có cái khổ, không có ai chịu khổ. Còn nhớ câu kể này không? Mấy trung kia trung râm này còn nhớ câu này không? Đó, cái câu này nè, chỉ có cái khổ chứ không có ai chịu khổ hết. Thì ở đây cũng vậy, tuyệt đại đa số, tuyệt đại có nghĩa là 99,9% chúng sinh toàn vô thì cứ nghĩ rằng là tôi làm ác thì tôi sẽ bị khổ, tức là có người làm ác rồi có người chịu khổ. Giống như ở đây là có phải người hành động, cái nghĩa là người tạo nghiệp đó, có phải người tạo nghiệp cũng chính là người chịu quả sau này hay không? Đó, cái câu hỏi vậy đó, có phải người tạo nghiệp cũng chính là người chịu quả sau này hay không? Thì Đức Phật Ngài xác nhận rằng không có cái người, không có người ở đây, chỉ có các duyên làm việc với nhau thôi. Dĩ nhiên có một số người họ nghe chỗ này hỏi khó chịu lắm, họ nói tại sao mà phải né cái chuyện người sợ cái gì mà phải né. Đúng là phải né, bởi vì sự thật nó, thứ nhất là sự thật nó vốn không có, thứ hai nếu mà không có né đó mà mình cứ ngữ nghĩ như vậy đó, nó sẽ hình thành ra một cái ngã chấp thủ rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nó thật sự nó phải như vậy. Tôi ở đây tôi xin nói một chuyện tào lao nhưng mà nó đang cần thiết, nên nó là cần thiết tôi phải nói. Tôi hiện giờ tôi đang là một người nghèo mà nổi tiếng đó, có nghĩa là tất cả những người quen của tôi dù là ông sư cư sĩ tôi biết là tôi là người nghèo, nhưng tôi không có chùa hiểu gì hết, tôi ở nước ngoài lâu năm tôi không có tiền, không có tiền đó. Nhưng mà các vị Phật tử trong rung có biết là cái đồ dùng của tôi, cái vật dụng mà tôi dùng rất là kén chọn, và phải nói là toàn đồ tốt luôn. Ở đâu nó ra? Ở đâu nó ra mấy cái đồ đó? Ở Mỹ tôi đi tìm cái ở cái tiểu bang của tôi là tiểu bang Florida đó, tôi chỉ đi có một vài cái tiệm trong suốt 16 năm trời, đó là cái Marshall với là TJ Max, Marshall hoặc là cái TJ Max. Ở đây nó bán nửa giá thôi. Tôi chủ trương thà xài đồ nửa giá mà là đồ tốt, chứ tôi không có muốn đi vô trong mall đó. Tôi xài đồ đắt tiền, đồ mới nhưng mà toàn đồ China không. Rồi tôi về thì về bên Thụy Sĩ ấy, thì tôi 99,9% đồ tôi dùng là toàn là đồ ở Brooklyn, còn gọi là Brooklyn House. Hôm nào bà con về Thụy Sĩ đi cái này rất là đáng. Chứ đi lục với cái này đó là đủ để bà con kiếm được cái vé máy bay này. Một cái, ví dụ như một cái áo lông 10 mấy ngàn ở đây họ bán nhiều lắm là còn chỉ 1000 bạc thế. Một cái lò nướng hiệu Miele đó 1.500 nó bán còn chừng 200 đồng bạc thôi. Còn nồi niêu son chảo muỗng đĩa đồ của Thụy Sĩ đó, nó bán 1/10 cái giá, 1/10, 1/20. Mà tại sao tôi muốn nói cái đó? Vì tôi có một cái chấp lạ lắm. Tôi cầm một cái món đồ mà tôi thấy biết nó có khả năng nó bị xét, tôi không có muốn mua. Bắt đầu tôi đang trở vô bài kinh này đó. Tôi quý vị có biết trong cái thắt lưng của tôi đó, tôi có để nó một cái miếng 500. Tôi nhìn cái gì, bất cứ cái gì nó bằng inox mà tôi muốn mua đó, ví dụ một món đồ mà tôi cần mua mà tôi thấy nó bằng inox thì tôi hay lấy 100 tôi thử, nếu mà nó có hít đó, thì tôi không có mua, mà tôi chỉ mua cái nó không hít thôi, bởi vì tôi biết là nếu nó hít đó, nó có sắt trong đó tôi không có mua, vì nay mai sớm muộn gì về nó bị sét. Khi mà tôi nhìn mọi vật mà bằng cái cảm nghĩ như vậy đó, sợ cái này nó bị sét, hoặc sợ cái này nó bằng đồng nó sẽ bị ra ten, nó bằng nhôm nó sẽ bị ra ten. Tại vì ám ảnh đó có thể nói là có người gọi đó là bị ám ảnh, nhưng mà đối với tôi gọi đó là được ám ảnh. Chính vì vậy đồ tôi xài rất là kém. Bởi vì tôi nhớ trong kinh có một cái câu thế này này các tỳ kheo, tôi thấy trong các hành đó, nó vốn không có cốt lõi, các hành là vô thường, nó không có cốt lõi. Nên cái gì mà mình thấy rằng nó có khả năng bị xét tự nhiên mình chán, nó chán. Hoặc là một cái vật gì đó, một cái áo, một cái mền mà nó bằng vải đó, mà tôi nhìn thấy mình nó bằng loại vải gì tôi không cần biết. Tôi đâu phải là chuyên nghiệp, nhưng mà trong cái biết cái kinh nghiệm của tôi biết cái này nó dễ bị đổ lông, hoặc là nó dễ bị static, tức là người vào mùa đông mình mặc nó dễ có điện, thì tôi khó chịu tôi không có lấy. Thì tôi nhìn thấy cái khuyết điểm của cái vật liệu đó, của cái chất liệu đó, tôi không muốn xài. Không phải tôi giàu, nhưng mà vì tôi không muốn gặp phiền, không muốn gặp phiền. Ở đây cũng vậy, khi mà một người mà có cái nội quán ấy, họ nhìn quanh cái thế giới ấy, nếu mà họ nhìn mọi sự mà bằng cái nhìn như là tôi nhìn cái đồ kim loại đó, họ biết cái nào nó có khả năng nó ra ten, mình ngại. Thì cũng vậy, đối với một hành giả đó, một người biết đạo đó, họ nhìn cái gì họ cũng thấy nó bị ra ten hết, họ nhìn cái gì họ cũng thấy nó có vấn đề hết. Nhờ vậy đó mà mình bỏ bớt được rất là nhiều thứ. Có nhiều người họ gặp cái gì họ cũng thích, bởi vì họ không có màng đến cái chất liệu bên trong của nó. Nhưng mà có những người họ kén là bởi vì họ có cái bận tâm này, có cái bận tâm. Tôi nhớ tôi có cái câu lục bát đó là phải đâu ta sợ chi tình, chỉ lo tình phụ nên đành vô tâm. Phàm mà mình đàn ông mà mình đâu phải là người bị biến thái, mình cũng có những cái rung động chứ, nhưng mà tự nhiên mình chợt nhớ đến một cái góc cạnh phù phiếm và nó hai mặt của chuyện đời, tôi 50.000 không có tin ai hết. Đối với danh sách cũng vậy đó, nó là phù phiếm và nó luôn luôn là hai mặt. Và ở đây ông Bà La Môn hỏi Đức Phật có phải người hành động người cảm thọ hay không. Cái cách nhìn này rất là quan trọng, nó giống như hồi nãy giờ tôi nói cái chuyện mà mình xài đồ vậy đó. Lẽ ra thì mình cũng có thể nói mà nó thì cái người làm, mình có thể gọi là người làm và người cảm thọ, mình cũng có thể nói như vậy. Nhưng mà thực tế thứ nhất có hai chuyện không nên. Thứ nhất, vốn dĩ không có một cái gì gọi là người, vốn dĩ không có một cái gì mà nó đi từ điểm A qua điểm B, từ thời điểm X qua thời điểm Y mà không thay đổi, chỉ nó không có. Dầu danh hay là sắc, nó chỉ tồn tại đúng một sát na, rồi thì nó bị thay thế bằng một cái sát na khác. Thì như vậy làm gì có chuyện có người tạo và có người hưởng đó, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó. Thấy như vậy buổi đầu mình cứ thấy bằng cái sự là vay mượn từ cái biết của người khác. Nhưng mà lâu ngày ấy, nó thấm thía, lúc đầu mình không có hay, lúc đầu mình dùng cái tự kỷ âm thị, nhưng mà lâu ngày nó thành ra của mình. Mà thật sự nó là như vậy. Tôi nhắc lại, tôi tin Phật không phải chỉ đơn giản là vì tôi mến Ngài hoặc là vì tôi sợ bị đi địa ngục, không phải. Mà thật sự đó, mình tin Ngài là vì mình để ý trong đời sống, để lời Ngài nói không có tắc. Thí dụ như Ngài nói thiện đem lại hạnh phúc, an lạc, ác đem lại sự bất ổn, bất an, đem lại sự đau khổ. Ít nhất trong đời sống mình thấy cái điều đó đúng, không thể sửa được điều đó. Điều thứ hai Ngài nói cái gì cũng do duyên mà có, cái này không thể nào mà trật được. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói một chuyện nhỏ xíu thôi, uống một ly nước không phải là dễ đâu, mà nó cần đến vô số những điều kiện uống được ly nước. Và bản thân ly nước nó cũng nhờ đến vô số điều kiện nó mới có được, chứ không phải cây phê mà nó có được ly nước. Mà có rồi nó cũng chưa chắc nó uống được, nó cũng phải nhờ đến vô số điều kiện nhân viên mình nó uống được ly nước đó. Và mọi sự khi nó đã có rồi đó thì nó phải luôn luôn đứng trước một cái nguy cơ là thay đổi, biến mất. Cho nên thứ nhất là cái lý nhân quả, cái lý nhân duyên. Thứ hai nữa đó là cái lý tam tướng. Thì nếu mà mình nắm tính thì hai cái này nè, thì làm sao mà mình có thể thấy người hành động và người cảm thọ là một được? Chuyện nó không thể nào được, nó luôn luôn nó biến diệt, chớp nhoáng, chớp nhoáng. Và cái thấy này tôi nói rồi rõ lại 1.000 lần, đó là buổi đầu mình bắt buộc phải thấy bằng cái thấy của người khác. Đó là kinh điển kinh điển nói. Nhưng mà bà con để ý thì có đúng như vậy không? Mọi thứ do duyên mà có. Rồi thứ hai là đã có rồi phải bị mất. Năm nay tôi cũng, nếu mà tính là tôi đã hơn nửa đi hơn nửa đời rồi, thì tôi chỉ dựa vào cái biết của mình là mình đã thấy ra được cái điều đó, chứ nói chi là thẩm trí nha. Và tôi thấy rằng trong cái biết của tôi thì hai điều này không thể nào mà nói khác được. Thứ nhất là vạn sự do duyên mà có. Thứ hai, đã có rồi phải bị mất. Mà mất ở trong thời gian bao lâu? Xin thưa, trong một sát na. Một sát na. Cái này nó tiếp nối cái kia. A được tạo ra B được tạo ra từ A, nhưng nó không phải là A nữa. C được tạo ra từ B, nhưng nó không phải là B nữa. Có ba cái ngăn trở cho cái trí tuệ tâm tướng, có ba cái bức màn che trí tuệ tam tướng, tức là nó không cho mình thấy đó, không thấy cho thấy cái vô thường khổ vô ngã. Một á là cái khái niệm liên tục, không biết các bạn có còn nhớ này không? Khái niệm liên tục có nghĩa là mình thấy đó, mình thấy là hồi nhỏ đó là cái thằng Tèo á, nó còn nằm ngửa trong nôi á. Rồi từ từ cái mình thấy nó lớn lên, cũng con người đó thôi, nó lớn lên nó vứt sữa nó thì nó ăn cái thực phẩm mềm. Rồi từ từ nó có răng, nó ăn được đồ cứng. Rồi từ từ nó trưởng thành, nó dậy thì, rồi nó trưởng thành, rồi nó lên từ tới trung niên, rồi cuối cùng nó già lăn đùng nó chết. Mình cứ thấy cái sự liên tục đó, mình tưởng có một con người chứ không. Đưa cái thằng Tèo nó đã chết, thằng Tèo mà ở trong bụng mẹ là nó đã chết từ lâu lắm rồi. Toàn bộ cái tâm sinh lý của nó đã bị thay đổi 100% triệt để, không có một cái chút nào gọi là Tèo mà ở trong bụng mẹ đó mà nó còn toàn tem tới sau này. Chỉ nó là cái gen gây bất cứ cái gì mà nó cái gọi gì mà gọi là tâm sinh lý của thằng Tèo nó bị thay đổi, nó bị thay thế thì đúng là bị thay thế liên tục nha. Không có cái gì mà nó nằm cứ nằm hoài cái đó, nó đi từ tuổi này qua tuổi kia là không có. Cái đó là phải thấy cái chỗ này. Thằng Tèo á, mình không biết, mình cứ tưởng là có một cái thằng Tèo nó đi từ hồi bé đến lúc nó già cái gì là không có. Cho nên cái trường hợp thứ nhất là sanh tắc tiết sợ nhẹ. Cái chính cái này nó che, nó chính cái này nè, chính cái khái niệm này nó che khuất trí tuệ về sự vô thường. Rồi cái thứ hai nữa là ý ri giác tập thái. Cái này bà con phải học tụ lòng, bắt buộc phải học tụ lòng thì mà mốt thì làm gì mà cái này mới biết, tức là sự thay đổi tư thế sinh hoạt thì che đậy trí tuệ về khổ tước. Đó là sao? Cái chữ sanh nha đây đó là nó có cái chữ n, nó có hai cái dấu ngã trên nha. Và lâu lâu tôi thấy có người biết được, có người lâu người biết được. Đúng rồi, chữ sanh nha vậy đó. Cái thứ hai là cái đi thác, tức là trí tuệ, là cái sự thay đổi tư thế sinh hoạt, tức là thay đổi quay nghi đó, nó che đậy cái trí tuệ về khổ tướng. Là sao? Là mình ngồi lâu quá mình bị mỏi thì cái mình mới đổi qua mình đứng, hoặc là mình nằm, hoặc là mình đi. Thì cứ liên tục như vậy đó, mình không có ngờ được là cái cơ thể của mình nó luôn có vấn đề. Đó, cái đây là điều rất là quan trọng nha. Nếu mà bà con mà chịu ngồi yên một chỗ mà để ý đó, thì sẽ thấy trong một thời gian ngắn thôi, tùy người, 15-20 phút, rồi nửa tiếng, 45 phút, hoặc là 1 giờ, rồi 1 tiếng rưỡi, rồi 2 tiếng, thì chắc chắn mình sẽ thấy ra một điều, đó là cái tấm thân mình của mình đó, nó luôn có vấn đề, nó luôn bất an và bất ổn ha, luôn bất an bất ổn. Mà chính vì đó mình dùng đủ cách để mà mình thay đổi cái tư thế sinh hoạt. Tôi không muốn dùng cái oai nghi nữa, cái chữ này đó trong tiếng Việt Nam mình ấy, đối với tuyệt đại đa số quần chúng họ hiểu kỳ cục lắm, họ hiểu không có giống như là trong Phật pháp mình hiểu. Oai nghi mà đã hiểu oai nghi là cái nó gần giống như cái chữ uy nghi, có nghĩa là phong độ đó, thì không phải. Cái oai nghi này là cái tư cách sinh hoạt. Cách sinh hoạt, cái tư thế sinh hoạt của mình á, chứ không phải là cái kia. Cái hoài nghi đây là chữ bát chứ không phải ba nha. Eriya Bát chữ bát chứ không phải ba, có nghĩa là cái tư thế sinh hoạt mình cứ thay đổi liên tục. Đói thì mình ăn, khát mình uống, rồi mình đi toilet, rồi mình xoa bóp, tự mình xoa bóp tay chân, rồi mình chà sát trên mặt, trên tóc. Sẵn này tôi nói luôn, cái đó quan trọng lắm nha. Mình mỗi ngày á, mình vận động tay chân tốt rồi, nhưng mà có hai chuyện rất là quan trọng, đó là mình chà cái mặt của mình ấy. Những ai muốn cho máu huyết mà nó điều hòa, ngay cả người muốn làm đẹp cái da mặt thì cũng phải biết chà sát cái mặt mình. Mình dùng 3 cái tùng trắng trứng hay là dưa leo gì đi nữa, nhưng mà không có thể nào mà không có chà sát cái mặt mình cho máu nó chảy đều. Không cứ nên nhớ tập thể dục cách nào đi nữa thì cũng không bao giờ để cho cái một chỗ nào trong cơ thể mình mà nó không có vận động, nó không có lưu thông máu huyết, cái chuyện đó không nên nha. Và có những người về lâu về dài ấy, trong đời họ bị đau, bị nhức là do họ bị thiếu vận động. Mà thiếu là sao? Là họ tập luyện mỗi ngày đi nữa, nhưng mà có những cái cơ phận mà họ không cho nó vận động. Chẳng hạn như cái cổ của mình đi, là mỗi ngày như vậy là mình dành cho nó ít nhất là phải 15-20 phút. Cái cổ của mình ngước lên đây, mình ngước hết sức, nếu mình đang cố nhìn một cái gì mình cao trật ót, sau đó mình cúi gầm cái mặt xuống cho cái cằm mà nó chạm vào cái ngực của mình ấy, giống như mình đang nhìn xuống cái rúng của mình vậy đó. Xong rồi cái là mình làm một vài phút, xong cái mình xoay qua mình nhìn bên tay trái, mình cố gắng mình nhìn hết sức, cái mình bẻ mình nhìn giống như mình đang bị trói, bây giờ mình cố mình nhìn qua bên tay trái rồi nhìn qua bên phải. Biết tôi nói bà con có nghe kịp không? Thì chỉ có cách đó thì quý vị gọi là không bỏ sót, rồi hai cái cổ tay, cái chỗ mà đeo đồng hồ nó tự xoay mình vặn. Tôi đang nói pháp mà tự nhiên tôi nhớ cái gì tôi nói cái đó, bởi vì tôi nhớ vua Ba Sinh nó đi có thưa với Đức Phật là bậc Thế Còn Tôn còn nói cho chúng con nghe về đời sống vật chất, những cái đơn giản không có tốn kém mà nó lại có lợi cho mình nha. Thì chính vì mình có cái cơ thể nó có những cái vận động như vậy, nó máu huyết nó điều hòa rồi mình mới an lạc nha. Mà ngay cả cái khái niệm làm đẹp cũng vậy. Mình nhớ có một cái bài thuốc rất là quan trọng, có một bài tập thì đúng hơn, đó là mình lấy cái mấy cái 10 ngón tay mình massage cái da đầu. Cái đó là một bài thuốc rất là hay kinh khủng, nó chữa, nó ngừa cả cái bệnh mà bán thân bất toại nha, cái bệnh mà bán thân rất là hay mà bà con không ai ngờ hết. Cái là trà sát, cái trà mà trà cho nó dễ thương ấy, chứ không phải là trà cho trái cái da mặt, không phải trà sát cho cái da mặt mình, nó máu huyết nó điều hòa ấy. Mà đặc biệt là dùng 10 ngón tay để mà massage cái da đầu thì nó cho quý vị một cảm giác rất là độc đáo. Quý vị làm thử đi nha, mà không có tốn một xu một hào nào hết. Mà hành giả mà dốt cái này nó khổ ghê lắm. Mày cái này lấy 10 ngón tay đó, massage cái da đầu của mình, cào nó, nhớ không dùng móng, nhưng mà chỉ dùng cái đầu ngón tay cào nó, massage nó, rồi giống như mình đi mình cào lúa vậy đó. Đó mình cào, tôi vừa nói mà tôi vừa làm này. Đó rồi mình bấm giống như người ta đi thử mít vậy đó. Đó rất là tốt. Cho nên cái đó là nhớ nha. Cho nên cái thứ hai đó là cái sự thay đổi oai nghi, thay đổi tư thế sinh hoạt, nó sẽ ngăn trở cái gì? Ngăn trở cái trí tuệ về cái khổ tướng. Nói như vậy không hề có nghĩa là bà con không vận động, ngồi yên để thấy cái khổ này không có đúng. Nhưng mà người ta chỉ phân tích cho mình thấy là mình không thấy được cái khổ là tại vì lý do như vậy đó, chứ không phải là người ta kêu mình ngồi yên để mà mình phát hiện cái khổ nha. Đừng hiểu lầm nha. Nói cho biết chứ không phải kêu mình ngồi yên để nhìn cái khổ. Không biết nói gì có hiểu không biết nữa. Người ta nói cho mình biết gì đó cũng giống như bây giờ một ông bố hoặc bà mẹ nói với đứa con thế này: bây giờ con ở nhà có cha có mẹ lo rồi con không có thấy khổ đâu. Không, mai này không có cha không có mẹ ở mình á, tới mồ côi á mới biết là mình khổ. Cái câu đó là nói cho đứa con nó biết, chứ không có phải là kêu đứa con đó là nó đi bụi đời, nó sống một mình nó, để nó hiểu là thế nào là tấm lòng của cha mẹ. Không phải cái câu đó không thể hiểu như vậy. Mà đứa con nó phải hiểu rằng đúng rồi, mình bây giờ vẫn phải tiếp tục sống với cha mẹ, nhưng mình phải luôn luôn ý thức rằng không có cha mẹ là mình không có được như vậy đâu. Có nhiều bữa buổi sáng dậy ngủ nướng cũng có cơm ăn, cũng có cháo ăn đó. Còn nếu mà không có cha không mẹ thì không ai làm cho mình ngủ nướng gì, mà nếu có ngủ nướng thì cũng cạp đất mà ăn, chứ không có gì để mà bỏ miệng đâu. Thì cha mẹ chỉ nói cho biết vậy thôi, chứ đứa con nó không thể vì vậy mà đi bụi đời. Ở đây cũng vậy, Đức Phật Ngài dạy cho mình biết là cái sự mà thay đổi quan nghi đó, nó che khuất cái trí tuệ về khổ, khổ tướng, chứ không phải là Ngài kêu mình ngồi yên để mình nhìn cái khổ nó xì, nó lòi ra, không phải nha. Rồi cái thứ ba đó là khái niệm về khối lượng, gọi là khanh á sanh nha, che khuất trí tuệ về tính vô ngã. Làm sao lẽ ra mình là mình, lẽ ra phải thấy cái gì cũng là lập ráp, rồi cái gì nữa là kết nối. Có nghĩa là cái mình cứ thấy cái gì nó cũng là nguyên một tục hết á. Cái gì như mình nói thằng tèo, trong đầu mình chỉ có nghĩ thằng tèo, nói tới cái tủ mình chỉ nghĩ đến một cái hình dung, một cái gì đó là cái tủ thôi. Rồi nói tới chiếc xe mình chỉ hình dung ra cái gì đó gọi là chiếc xe, chứ thật ra không hề có một cái gì là một, là đơn thuần, là đơn nhất, không có gì là đơn nhất. Không có cái gì bản thân nó một mình nó thôi mà có thể tồn tại. Cái chuyện đó không có, nhớ nha, cái chỗ này phải nhớ cái đó. Thì như mình nói cái tấm, như cái bàn đi, thật ra là nó có đinh nè, có ốc nè, rồi có cái miếng ván nhỏ, miếng ván lớn, rồi chưa kể là ở mỗi một cái cm vuông của cái mặt bàn ấy, nó là nhiều cái thớ gỗ, cộng lại, chứ không có phải là có một cái gì đó mà bản thân nó là cái bàn này không có. Hãy nhớ cái này, và anh không tin mình chẻ cái bàn ra thì nó mình chẻ nhỏ ra nó thành ra những cái que, những cái que gỗ, những cái tâm xẻ răng. Cái bàn mình đó, cái bàn bằng cẩm lai, bằng gõ, bằng gỗ quý cỡ nào đi nữa, thì nếu mình chịu khó mình chẻ nhỏ nó ra thì nó chỉ còn là mấy cái tâm xẻ răng thôi. Còn nếu không mình bỏ vô cái máy xay nó chỉ còn là bột thôi. Rồi còn lúc mình cưa mình thấy nó là mặt cưa. Rồi còn nếu không mình xay nó thành bột. Các vị có biết có những loại gỗ quý như là trầm á, người ta xay nó ra thành bột, các vị biết không? Tức là mình tưởng mình nhìn nó là nguyên cái thân cây rồi sau đó xẻ ra từng khúc gỗ, mà thật ra người ta có thể xay nó ra thành bột. Tôi có các cũng cả kilo cái bột trầm, tôi có cả kilo. Tôi có nghĩa là khi nào mà mình cần nó thơm á, tôi có cái khuôn trầm giống như khuôn bánh in vậy đấy, mà nó mỏng chứ nó không có dày, giống như bánh in mỏng lát. Tôi mới nén bột vô trong đó, xong rồi tôi dỗ nó ra, mình ra nguyên cái chữ phúc. Rồi cái tôi mới châm giống như đốt nhang vậy đó, mình dỗ nó lên trên một cái mặt phẳng, chẳng hạn như cái đĩa đi, đĩa bằng sứ, đĩa kim loại, đĩa bằng gốm và đất nung ấy, hả? Mà phải bằng phẳng ha. Mình nén bột trầm vô trong cái khung nó, xong vô cái khuôn nó, xong mình dỗ nó ra nguyên cái bánh in. Quý vị hình dung được không? Nguyên cái bánh in bằng bột trầm, rồi cái mình mới đốt thì cái khối trong đó nó đi, nó sẽ cháy, nó cháy ngầm ngầm, ngúng ở trong đó, nó tạo ra nguyên cái chữ phúc mà thơm lắm. Nhưng mà mình nhìn mình thấy một điều đó là thì ra cái cây trồng mà cần thì nguyên cái thân cây người ta biến thành bột cũng được. Thì cái bản chất danh sắc này vậy đó, mình cứ nói là thủ tướng, là giáo hoàng, là ăn mày, là thầy chùa, là linh mục, là hoa hậu, là ca sĩ, là người mẫu tùm lum hết. Thật ra tất cả nó chỉ là có thể xây thành bột, tất cả đều có thể xây thành bột hết, từ danh tới sắc đều có thể xây nát ra thành bột, có nghĩa là có thể phân tích ra thành phần cực vi này. Chính từ chỗ này cho nên không thể có suy nghĩ, chính từ đây không thể nghĩ kẻ tạo nghiệp cũng chính là kẻ chịu quả, là như vậy đó. Ở đây Ngài nói rằng ta không nói có kẻ tạo nghiệp và có kẻ hưởng quả, mà ở đây ta chỉ nói là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc. Bây giờ bà có nghe kịp không? Bà có cái hình dung được chưa? Ở đây thì chỉ có các duyên thôi, do không hiểu bốn đế, nên mới có ba hành, và từ có ba hành nó mới có 32 tâm quả. Quả thì ngát, rồi từ 32 tâm quả thì ngát nó mới có danh sắc đầu đời, từ danh sắc tái tục, rồi từ cái danh sắc tái tục nó mới có 6 căn, từ 6 căn nó mới có 6 xúc, 6 thọ, 6 ái, rồi tứ thủ, rồi hai hữu, rồi sanh già đau chết sầu bi khổ u não. Rồi trong cái sầu bi khổ u não đó, trong cái đau khổ đó, người ta mới quýnh quán, người ta tìm cái lối thoát, mà tìm bằng cách nào đó tôi nhắc lại lần cuối cùng, vì càng lúc tôi sẽ không còn nhắc đến nữa, tôi sẽ qua bình tĩnh khác. Lúc mà đau khổ quá, quýnh quán quá đó, người ta mới tìm cái lối thoát, mà tìm bằng cách nào thì cũng trở lại cái vòng tròn. Chính vì không hiểu trong bốn đế cho nên trong lúc quýnh quán tìm cái lối thoát, tìm cái giải pháp đó, mà tìm bằng cách nào? Vì mình vô minh trong bốn đế mà, thế là mình đúc cái đầu vô trong ba hành. Có nghĩa là một là mình sống ác, hai là mình sống thiện. Sống ác thì đọa, mà sống thiện thì siêu về cõi trên. Cõi trên sống hết tuổi thọ thì cũng lọt xuống trở lại nữa, mà lọt đi đâu? 99,9% là đọa. Tôi đã nói 350 triệu lần, cõi dục là gốc của tam giới, mà cái cõi khổ là gốc của cõi dục. Gốc là sao? Gốc có nghĩa là anh, trường hợp mà anh không có nỗ lực gì hết thì anh sẽ trở về đơn vị gốc. Khi anh không có một nỗ lực gì thì tự nhiên sẽ trở về đơn vị gốc. Không biết nói gì có hiểu không ta? Có hiểu chứ đơn vị gốc không? Nó khổ kiểu là nói mà không có nhìn mặt nó mới đuối. Có nghĩa là mình không biết nó ngủ hay là nó coi phim, hay là nó ngồi nó cắn hột dưa, hay là nó làm cái gì mình không có biết. Đơn vị gốc là như vậy đó. Có nghĩa là khi anh không có một cái nỗ lực gì hết thì anh sẽ trở về với đơn vị gốc. Có nghĩa là sao? Mình phải cực lắm mình mới leo lên được tới cõi sắc giới. Rồi phải làm sao đó chứ không nên nhớ, không phải cha nào lên cõi sắc giới rồi làm sao đó cũng lên cõi vô sắc, nó không có nha, cả tôi không hứa nha. Phải cực lắm mới leo lên trên đó, mà trên đó sống mãn tuổi thọ rồi nó rớt trở xuống. Mà rớt rồi sao nữa? Kẻ ác luôn nhiều hơn người thiện. Nhớ nha, cái môi trường làm ác luôn nhiều hơn môi trường làm thiện. Rồi sao nữa? Cái bản chất của phàm nó khoái làm ác hơn khoái làm thiện. Thì chỉ mấy cái này nó cộng lại thôi hả? Là khi mình đã quay lại cõi dục rồi là mình cứ tìm những chốn đổn trương mà đi. Đấy, cái đó gọi là đơn vị gốc. Có nghĩa là đi tung tăng cõi nào đi nữa rồi cuối cùng trở về đơn vị gốc. Ngay cả các cái cõi dục thiên, tức là và đấu sức, đấu lợi, dạ ma rồi đó. Lên được tới đó là phải dễ, nhưng mà tới hồi mà trở xuống là điền biệt sang khê, không có lối về nữa. Có nghĩa là cứ ở lúng luôn ở dưới nha. Ở cõi vô sắc, phi tưởng là cõi cao nhất đó. Mình có thể sống 84.000 đại kiếp rồi thì hết cái tuổi thọ đó mình lọt xuống tới đây, chứ không thể nào hơn được nữa, không thể hơn được 84.000. Trong khi mình bị đọa cõi dục thì không biết bao nhiêu lần cái 84.000 đó. Vì chỉ cần anh không có nỗ lực là anh ở đây hoài, anh cứ làm cái gì chứ mà làm trùng làm vế thì thoải mái lắm, cứ chết đi sao anh cứ chết rồi sanh lại, chết rồi sanh lại cũng tiếp tục. Thì dĩ nhiên phải chờ một cơ đội hội hãn hữu nào đó, một cái tiền nghiệp xa xôi nào trong quá khứ nó mới lôi anh ra khỏi cái thanh trùng thân vế. Nhưng mà nó khổ ở chỗ nó lôi anh ra xong rồi mà anh trở lên làm người mà anh cũng khờ bư rồi cuối cùng cũng cứ kiếm bạn ác mà nhào vô, cứ kiếm cái việc ác mà đút cái đầu vô rồi cuối cùng cũng lọt trở lại nữa. Cho nên trong kinh mới nói là làm thân người nó khó còn hơn là cái con rùa mù mà ở dưới biển mà 100 năm mà trồi đầu lên một lần, mà ngẫu nhiên mà nó chọt cái đầu nó vô đúng cái lỗ thủng trên tấm ván, mà tấm ván nó cũng trôi ở trên mặt biển. Đó, trong kinh dùng cái ví dụ đó, ngày xưa tôi cứ tưởng là dùng để dọa nhưng tôi hỏi người đúng. Tức là cái tấm ván đó nó có một cái lỗ vừa vặn từ cái đầu con rùa thôi, mà tấm ván đó nó cứ trôi triền miên trên mặt biển, ví dụ như vậy, giả định như vậy nha. Có miếng ván như vậy nó cứ trôi từ đông qua tây, từ nam qua bắc, rồi có một con rùa mù chứ không phải là con rùa bình thường, nó có con rùa mù dưới biển, lâu lâu 100 năm trồi lên một lần, mà bằng vào một cái sự may mắn trùng hợp ngẫu nhiên hiếm hoi hãn hữu nào đó mà coi như con rùa nó chọt cái đầu vô trong cái lỗ đó, cái lỗ ván đó. Thì quý vị biết cái cơ hội này nó thấp vô cùng và vô cùng. Bây giờ tôi không thèm nói cái chuyện con rùa mù nha, tôi chỉ nói rằng bà con lấy, mà bà con mua trái chanh đó, bà con mua giùm tôi 200 cái trái chanh, rồi bà con đánh dấu một trái thôi, đánh dấu cái một trái thôi, cái trong đó mình đánh dấu, mình viết, mình lấy cái marker, lấy cái bút lông đó, mình viết cái chữ ABC trên đó, xong rồi mình trộn chung cái trái đó vào chung với 199 trái kia, rồi mình bỏ trong cái lu á, rồi mình đừng có nhìn ha, mình cứ thò tay mình tìm. Cái xác suất mà tìm được đúng cái trái chanh trong số 200 trái đó là tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội rất là thấp kinh khủng luôn nha, thấp lắm. Tức là bốc mà tôi nói 200 chứ tôi không nói 1.000 còn chết dữ nữa nha. 200 trái chanh mà quý vị trộn vô rồi quý vị tìm móc cho ra được cái trái chanh đó, hoặc là trong một cái bộ bài, mấy người ảo thuật có hay chơi đó à, trong một bộ bài mấy chục lá như vậy đó, mà mình đánh dấu một lá rồi bây giờ mình cứ nhắm mắt mình mò mình rút đúng cái lá bài mà mình đã làm dấu rồi, thì cái chuyện này nó đã khó rồi nha, mà nó có mấy chục lá thôi nha, mà mình nhắm mắt mà mình mò đúng cái lá mà mình đã làm dấu rồi đã khó, thì nói gì cái chuyện mà mình đi mò 200 cái trái chanh, mà nói gì là cái chuyện mà con rùa dưới biển mà nó chọt cái đầu nó lên mình nó trúng cái lỗ ván, thì tôi nghĩ là phải dễ nha. Thì tùy bà con có thể có quyền không tin, nhưng mà tôi tin, bởi vì lý do là một ngày 24 giờ đồng hồ mình sống tào lao, mình sống tài chớn không à nha, cho nên là mà đừng có hòng mà đi lên. Rồi bờ hẩm tôi có nói rồi, nói như vậy không có nghĩa là mình tuyệt hay vọng, bởi vì khi mình có duyên mình gặp được chánh pháp mà có học hỏi chánh pháp chứng tỏ là mình có phước, mà người có phước thì chuyện đi lên nó dễ. Bởi vì phải nói cái số người mà biết đạo mà có chánh kiến so với cái người mà không biết đạo hoặc biết mà không có chánh kiến thì cái tỷ lệ này nó có một cái chênh lệch rất lớn. cho nên mình phải có niềm tin. Cho nên nếu mà trong kinh, trong kinh gì, trong kinh từ bên cha này, Kinh Tăng Chi, Đức Phật Ngài dạy rằng ấy, này các tỳ kheo, nếu mà có thương ai như là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là bè, là bạn, là bà, con, là thân, là quyến, là láng, là duyên, mà mình có thương ai đi nữa đó, mà mình muốn đem lại cái lợi lạc cho người đó, thì hãy khuyên họ sống an trú trong chính, trong cái niềm tin Tam Bảo. Làm ơn xem trong Tăng Chi Bộ Kinh Pháp Một Chi nha, chứ không phải là tôi nói mà kinh nói. Thế còn Ngài dạy như vậy đó, tức là có thương ai đó thì cái chuyện đầu tiên là phải giúp cho họ an trú của niềm tin Tam Bảo. Vì sao vậy? Vì rằng này các tỳ kheo, giống như đại dương có một cái lượng nước khổng lồ mà ta không thể cân đông đo đếm, đây là bao nhiêu thùng, bao nhiêu lít, bao nhiêu gáo. Cũng vậy, cái công đức mà có được từ cái niềm tin mà đúng đắn với Tam Bảo sẽ đem lại cái sự lợi lạc vô lượng cho đương sự. Nhớ nhớ nha. Cho nên mình có thương ai thì thương, nhưng mà nhớ giúp người ta an trú vào cái chánh kiến và cái chánh tính, không có cái gì đó nó bậy cho bằng nó là mình được mang thân người, được sống trong cái thời kỳ có chánh pháp, mà mình ầu ơ bí dầu hoặc là vì cái tình riêng mình đi theo một ông sư phụ mà không có dạy cho mình về giáo lý. Và tôi đang nghĩ bà con đừng bao giờ hiểu lầm rằng là tôi đang rao giảng về bản thân tôi, hay là tôi đang về biểu bài xích ai không. Tôi đang nói một sự thật thôi, đó là không có gì bậy cho bằng cấm cái đầu mà đi thờ thầy một cách mù quáng mấy chục năm mà không được nghe cái gì hết, hoặc là không có được một cái khái niệm về 12 duyên khởi, về 4 đế, về tam tướng, về cái đời sống chánh niệm của pháp môn tứ niệm xứ. Thì làm Phật tử còn mấy chục năm trời mà không biết mấy cái này đó, thì tôi phải nói là thành thật chia buồn cùng quý vị. Tôi phải nói như vậy. Vì được sanh ra làm người mà trong cái thời điểm Phật Pháp còn đang được lưu truyền trong thế gian, mà mình còn ngũ căn đầy đủ, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi ngon lành, không khùng điên, câm điếc, là mình quá sức ngon lành. Mà mình cũng không có đến nỗi mình nghèo đói phải đi ăn xin đầu đường xó chợ, bươi móc thùng rác, mình cũng chưa đến nỗi như vậy. Mình cũng còn có thời gian mà mình dành để mình học đạo, để hành thiền. Ấy vậy mà mình lơ là mình không có học dân pháp, thì tôi phải nói rằng cái người này có thể nói được là biết nói sao quá sức xui, bạc phận vô phần và bạc phận. Bởi vì đừng có nghĩ rằng tôi là cư sĩ thì tôi có quyền dốt Phật pháp, đó là sự nghĩa là bậy. Là bởi vì trong cái cuộc sanh tử trầm luân á, tăng ni và Phật tử giống hệt nhau. Chẳng qua Đức Phật Ngài không có đòi hỏi ở cư sĩ nhiều, là bởi vì họ có vợ chồng con cái thì Ngài không có đòi hỏi họ phải như thế này như thế kia. Chứ còn thực ra mình phải hiểu ngầm là cái Phật pháp nó giống như thuốc chữa bệnh. Thì dầu anh có là thằng Iraq, thằng Maroc, anh là một cái thằng Mỹ, là người Anh, người Nhật gì không cần biết, Nam, phụ, lão, Ấu, dân tộc nào, nói tiếng gì, văn hóa ra sao không cần biết, miễn là cái kiến thức y khoa có là quý. Cái kiến thức về cái chuyện vệ sinh, về chuyện ăn uống, về chuyện thuốc men, nó không có phân biệt một cái sắc dân, một cái chủng tộc nào hết. Ok, bây giờ qua cái bài kinh thứ hai đó. Bài kinh thứ hai là Lô Cài Tết. Bản án thì là thuận thế nha. Tên gọi một trường phái ngoại đạo ở Ấn thời Đức Phật nha. Lô Cài Tết cho một cái trường giống như mình cũng như là bây giờ là đạo Hồi, đạo Sikh, đạo Chú hoặc là đạo Mẫu, đạo Miết gì đó ha. Tên một cái hệ phái. Thì ông này ông đến hỏi Đức Phật cái chứ, ông này ông hỏi 10 khái niệm mà tôi cho là rất là quan trọng. Có những vị gia, những nhà tư tưởng, những giáo chủ, những người tu hành để họ thấy cái đời này đó là coi như là lúc có lúc không, là nắng sớm mưa chiều, mọi thứ nó có đó rồi mất đó, cho nên họ mới nói rằng vạn sự là không, giàu có, xinh đẹp, trí thức cũng chết, xấu, nghèo, ngu dốt, khùng điên, ba trợn, tào lao, cuối cùng cũng chết. Núi non, sông rạch, ao hồ, cuối cùng thì cũng phải thay đổi, thương hại, hóa vi tan điền, biết biển xanh biến thành ruộng dâu, cái nào cũng thay đổi. Chỉ cần có bên, hãy cần có chỗ bồi thì phải có chỗ lỡ, hãy có chỗ lỡ thì phải có chỗ bồi. Mà cứ như vậy đó thì trong triệu năm, trong tỷ năm thì không có cái gì trong vũ trụ này, trong trái đất này nó đứng yên hết. Chính vì thế chỗ này cho nên có những vị là chủ trương là cái gì cũng là không. Cái chữ không ở đây đó, nó là một cực đoan. Bởi vì trong đạo Phật đó, Đức Phật Ngài không có nói cái chữ không mà theo cái nghĩa đó, mà Ngài nói không ở đây có nghĩa là không có tôi, không có ta, không có một cái linh hồn thường hằng bất biến, không có một cái gì là đơn nhất. Đơn nhất đây cứ là một thứ, không có cần đến những cái sự lấp lánh. Nó không có cái gì thường hằng bất biến, cũng không có cái gì là đơn nhất, là cá thể duy nhất, không phải. Tất cả đều là lắp ráp hết, tất cả đều là vô thường. Không là không như vậy đó, chứ không đâu phải là không có. Giống như tôi nói là, giống như Đức Phật này dạy là không có cái gì gọi là chiếc xe, mà chiếc xe được gọi là xe là bởi vì đó là đồ lắp ráp. Thì nói như vậy các vị có hiểu chữ không ở đây chưa? Bởi vì Đức Phật không phải là Ngài phủ nhận cái đang chạy trên đường. Phải ghi cho mới ghi, không hiểu đâu. Không phải Ngài phủ nhận cái gì đây, cái bốn bánh đang chạy trên đường. Ngài chỉ nói rằng vật thể đang di chuyển đó là đồ lắp ráp. Có hiểu cái này không? Không phải là Ngài phủ nhận bốn cái, không phải Ngài phủ nhận cái bốn bánh đang chạy trên đường, không phải. Bởi vì bằng chứng á, ai mà có ai mà chỉ cần nói không một cái tôi đẩy rồi đó là nó cát, là má nhìn nắm ra luôn á nha, là đúng là má nhìn nắm ra đó. Cho nên là Ngài không có phủ nhận cái đó. Ngài nó có cái đó đang chạy trên đường, Ngài có. Nhưng mà nên nhớ rằng cái đó là đồ ráp, chứ không có phải là một cái cục gì đó mà trời xanh nó ra nó là chiếc xe thì không có phải nha. Cho nên ở đây cũng vậy, ở đây đó là không thể nào mà mình thấy đời nó phù du rồi mình nói cái gì cũng không, không có phải. Nó có, nhưng mà nó có như vậy đó, nó có một cách nào, nó có một cách nào. Vạn vật có thiệt nhưng có theo cách tùy duyên. Theo cách gì? Cách lệ thuộc các duyên và đã có rồi thì phải có lúc ra ta biến mất. Đó, hai cái này phải nhớ hoài, nhớ giống như là nhớ tên của mình, nhớ tên của bà già mình vậy đó, phải nhớ như vậy đó. Có nghĩa là bạn mà có thiệt, nó có, nhưng mà nó có một cách nào, nó có theo cái cách là lệ thuộc các duyên và đã có rồi thì phải có lúc biến mất, phải nhớ như vậy. Cho nên Đức Phật không có phủ nhận cái bốn bánh đang chạy trên đường, Ngài không có phủ nhận. Nhưng mà Ngài nói là nhớ nha, cái đó là đồ ráp nha, đồ ráp nha. Đây cũng vậy đó. Ở đây nói rằng mọi thứ mình thấy nó vô thường, mình nói mọi thứ là không thì không có được. Có, nhưng mà có kiểu nào? Có kiểu này nè. Cho nên Ngài mới nói là nếu mà nói mọi thứ đều có đó, thì đó là một cái kiến chấp sai lầm. Mọi thứ đều có là sai, mà nếu mà nói mọi thứ là không đó, mọi thứ là không thì cũng không đúng. Mà nếu mà nói có là cũng được, bởi vì có là có như thế nào. Cái mà Ngài chống ở đây, cái mà Ngài phủ nhận ở đây là Ngài biết mình nói có là mình muốn nhắm đến cái gì. Có ở đây là có theo kiểu tùy duyên và vô thường. Không ở đây có nghĩa là không có một cái gì đơn thuần, đơn nhất, cá thể tuyệt đối mà có thể tồn tại. Cái gì cũng là do lắp ráp, kết nối rồi lắp ghép. Không biết ghi cái này bà con có biết, có hiểu không ta? Không ở đây có nghĩa là không có một cái gì đơn thuần, Không có gì đơn thuần đơn nhất. Cái chữ này tôi có xài hoài, đó là pure, rồi cái massive, rồi cái solid. Không có mấy cái này, mà nó toàn là composition. Đó, cái gì đó nó như vậy đó. Nó là đòn đồ ráp không thôi. Nó là đồ ráp không. Tôi tìm, tôi đây có một cái người mà tôi mỗi lần tôi đi giảng tôi nhìn trong cái list cái tên này, tôi vui lắm. Bây cái người này nó tu thiệt, học để mà tu thiệt, còn mấy cái người khác mình không biết. Giờ nghe họ để họ tò mò, hoặc là họ nghe tôi vui rồi mở máy rồi ngủ. Ở đây có một cái tay, rồi bữa nay là chắc chết rồi, nay là đi đâu mất rồi. Ok, đời bắn em rồi xảy với ai. Như vậy thì không ở đây đấy không phải là không có, mà không ở đây có nghĩa là không có cái gì mà nó đơn thuần đơn nhất cá thể tuyệt đối thì không có, mà nó là đồ rác. Còn có ở đây đó là nó có theo duyên, và đã có rồi thì phải mất, phải hiểu cái đó. Thì cái ông Bà La Môn này, ông hỏi Đức Phật á, thì các vị còn nhớ cái bát bát không? Bát bát trong kệ dẫn nhập của Trung Quán Luật, tức là bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm, bất thường bất đoạn, bất tịnh bất cấu. Đó, cái đó nếu mà hiểu đúng nữa rất là hay. Có nghĩa là theo thế gian đó là mình luôn luôn mình sống, mình có cái cố chấp sống trong cái biên kiến. Ví dụ như là có mập, có ốm, có cao, có thấp, có đen, có trắng, có đẹp, có xấu, có dơ, có sạch. Thì chính vì sống, chính vì mình bị chìm sâu ở trong những cái khái niệm, những ý niệm phân biệt này nè, nó mới nảy sinh bao nhiêu là rắc rối, bao nhiêu là sự đấu tranh rồi chống đối lẫn nhau. Là vì sao? Là bởi vì có cái phân biệt là anh á, là da vàng, tôi là da đen, da đỏ, da trắng, mà riêng Tuệ Khanh là thêm cái da xanh nữa. Tôi là bây giờ đang da xanh. Rồi bởi vì biết như sáng hôm nay cái chỗ tôi ngồi trên đằng ngó ra bên ngoài cửa sổ là tuyết nó đổ trắng rồi đó, tuyết nó đổ bên ngoài rồi. Cho nên là chính vì có cái phân biệt như vậy đó, cho nên nó mới có cái sự biên, mới có cái biên kiến. Nhưng mình thấy vừa rồi, cách đây mới có 1-2 ngày là Việt Nam mình đi qua bên Malaysia, đi qua đá banh, đi đâu ít đi cũng 2.000 mạng cổ động viên qua bến rồi biết vỗ tay vỗ chân sao biết, mà bị người ta ghét, người ta đánh, người ta máu me tùm lum hết trơn. Đó là phân biệt, đó là do phân biệt. Và tôi nhắc hoài mỗi câu chuyện mà không biết bà con có nhớ hay không, là có một cái ông cư sĩ hành giả, ông đến ông hỏi một vị thiền sư là thưa ngài, có thể cho con, ngài có thể nói cho con biết một cách ngắn gọn về cái tinh hoa của Phật pháp để con hành trì hay không? Thì vị thiền sư còn nhớ, trong đây có ai còn nhớ cái chuyện này không? Chuyện này quan trọng ạ, cái chuyện này phải nhắc lại trong lúc giảng về kinh này. Thì vị thiền sư mới lấy một cái cây que gỗ mới vạch một đường trên đất, rồi hỏi ông cư sĩ cái đường vạch này nó dài hay ngắn. Thì ông cư sĩ này ông nhíu mày, ông suy nghĩ, ông nói dạ thưa ngài, nó có một đường một thì làm sao mà nói dài hay ngắn. Bây giờ con nói dài á cũng không được, mà con nói ngắn cũng không được, vì con có phải có cái gì đó con dựa vô chứ. Thì vị thiền sư mỉm cười, vì đó chính là cái tinh thần của Phật pháp. Thì ông cư sĩ nói dạ con hiểu rồi. Thì toàn bộ Phật pháp thật ra toàn bộ Phật pháp chỉ nằm ở trong cái câu chuyện đó thôi. Là tại sao mình thích? Là vì mình có so sánh. Tại sao mình ghét cái gì đó? Là tại vì mình có so sánh. Do cái nghiệp của mình nó đẩy mình vô trong một cái hoàn cảnh sống nào đó, thì nó tạo, nó do cái nghiệp nó đẩy cho mình ấy có một cái điều kiện tâm sinh lý như thế nào đó. Cho nên cái gì mà nó chống lại cái tâm sinh lý đó là tự nhiên mình không thích. Ví dụ như tôi là người nữ thì tôi thích đẹp. Thì cái gì mà nó chống lại cái nhan sắc của tôi thì tự nhiên tôi không có thích. Thì em tôi sợ đi nắng, rồi tôi sợ cái da tôi nó bị khô, tôi sợ cái bàn tay tôi nó không có tiếp tục mịn nữa, Rồi tôi rất là khổ tâm là mỗi khi tôi ra đường mà tôi ăn mặc áo quần mà nó không có cho tôi cái sự tự tin. Mỗi lần tôi ra đường là phải có phấn son, rồi cái móng tay là phải lo đổi màu sơn hoài, hồi thì màu này, hồi màu đậm, hồi màu nhạt, có lúc là màu mà giống như màu trong suốt, màu tự nhiên, dầu bóng thôi, ví dụ như vậy. Coi như là chính vì nghiệp nó đẩy tôi mang thân nữ, cho nên tôi mới thích cái này tôi ghét cái kia, mà những cái thích những cái ghét là toàn là nữ không thôi. Rồi nam cũng vậy, chính vì tôi là một người nam, do nghiệp tôi làm người nam tôi mới thích cái này tôi ghét cái kia. Và tại sao tôi thích tôi ghét? Bởi cái gì mà nó chống lại cái nam của tôi thì tôi không thích. Đó, vấn đề nằm ở chỗ đó. Cho nên ở đây đó là tại sao trên đời nó có khổ là vì người ta khổ so sánh. Cái gì mà nó được như người ta thích thì người ta vui, mà cái gì mà nó không giống như cái người ta thích thì người ta khổ. Phải có so sánh, chính so sánh. Rồi chính từ cái so sánh đó, nó mới lòi ra những cái sự phân biệt về chính trị, về văn hóa, về tôn giáo, về chủng tộc. Rồi chính từ cái phân biệt nó mới lòi ra cái chuyện là thân sơ thù bạn. Đấy, trong kinh nói cái Bắc Cô Lưu Châu, người ở đó họ không có khái niệm về hôn nhân, không có khái niệm về gia đình. Nam nữ thương nhau thì đến với nhau trong một cái lùm cây nào đó rồi thì xong, chuyện xong thì đừng ai nấy đi. Rồi với người nữ đó mà họ có mang rồi đó thì khi mà sinh con nó, họ coi cái chuyện sinh con nó giống như đi toilet vậy đó. Họ nghe nó chuyển dạ là kiếm cái lùm bụi rồi nó hỏi vô sinh con, nó đơn giản lắm, nó không có dơ bẩn, nó không có bất tịnh, nó không có đau đớn như là cái châu của mình, năm đường bộ châu ha. Họ đi gọn gàng giống như họ đi vệ sinh vậy đó. Rồi xong rồi họ sanh con ở đâu thì họ bỏ nó nằm mặt ở đó. Ở bên Bắc Lưu Châu thì trời không quá lạnh, không quá nóng, không có côn trùng chích đốt, không có rắn rết thú dữ, không có hầm hố gai góc. Tất cả nguyên một cái hành tinh đó, trong kinh tả nó giống như là một cái tấm thảm nhung mà trong một cái nhiệt độ hoàn hảo. Cho nên đứa bé mới sinh ra nó cứ nằm nó ngủ tỉnh bơ. Rồi khi nào nó đói thì nó khóc. Thì cái người khách đi đường đó, có thể là nam hoặc có thể là nữ, có thể là người lớn hoặc có thể là con nít, bất cứ ai đi ngang nghe con nít nó khóc là cứ đưa ngón tay cho nó bú. Nó bú nó tự nhiên, nó có cái sữa tự nhiên trong cái ngón tay đó, cho nó bú. Nó bú xong nó no, nó nằm ngủ. Mà cứ vậy trong vài tháng là nó biết đi biết chạy. Và khi nó lớn lên nó hồn nhiên như là nai như thỏ. Nó không có biết cái gì gọi là vợ, cái gì gọi là chồng, cái gì là cha, cái gì là mẹ, cái gì là anh chị em. Nó không biết cái gì hết, nó sống thênh thang giữa đời. Mà trong kinh đó khi nào họ đói bụng, họ muốn ăn cái gì đến như một cái bụi gốc cây là cây như ý đó. Họ muốn cái gì thì họ lấy từ đó ra họ ăn. Dĩ nhiên mà nó là thiên nhiên, sống bio trong á. Thì các vị có thể không tin nhưng mà tôi tin tuyệt đối, là bởi vì bằng chứng là tôi thấy, mình thấy ngay trên trái đất này nè, nó có những cái loài động vật mà nó cái nguồn sống của nó rất là phong phú. Có những con nó phải đi kiếm ăn một cách rất là vất vả, nhưng có những con đó, cái nguồn sống của nó rất là thoải mái. Tôi tận mắt tôi thấy. Các vị thấy bên Thụy Sĩ thì nó lâu lâu đi trên đường đó, mình gặp nó có những cái cầu, những con đường mà nó chạy xuyên qua rừng đó, thì mình thấy lâu lâu nó có những cái cầu nối tự bên đây đường qua bên kia đường để cho thú nó đi khỏi bị xe cán. Và cái điều kiện thiên nhiên sống dành cho thú vật, thú hoang á, được tôn trọng dễ sợ lắm, dễ sợ lắm. Tôi từng đi đến những cái nơi trốn mà cá mà trong suối đó, là mình thò tay xuống mình chạm được nó, mà con nào con nấy là phải tính mình kilo á. Mà cái môi trường sống nó rất là thoải mái. Thì tôi từng nhìn thấy cái đó ngay trên cái hành tinh này. Thì tôi tin rằng với cái phước báo chúng sinh, với cái tâm hồn của chúng sinh, thì cái chuyện mà có những cảnh giới như vậy nó mới gì lạ. Thì đó là cái bình thường. Có những kẻ ăn không hết mà người lần không ra, cái chuyện đó là chuyện bình thường, có gì lạ hết. Chuyện bình thường, chuyện đó bình thường. Cho nên ở đây chúng sinh sống trong đời này là do khổ, là do mình chấp. Mà chính từ mình chấp đó, mình mới lòi ra cái khổ. Mà cứ như vậy cho nên ở đây đó là có những cái quan điểm mà Đức Phật ngài cho là biên kiến. Đó là nói tất cả đều có là biên kiến. Biên là cái bìa, là cực đoan. Cực đoan đúng là cực đoan. Nói tất cả đều có là cực đoan, mà nói tất cả đều là không cũng là cực đoan. Nói là tất cả đều là nhiều cũng là cực đoan, nói tất cả là ít cũng là cực đoan. Mà ở đây ngài nói rằng không có nhiều, không có ít, không có lớn, không có nhỏ, không có cao, không có thấp, không có đen, không có trắng. mà tất cả chỉ là cái sự lắp ráp thôi. Với một người, này phải ghi câu này, với một người hiểu rõ hai nguyên lý đã nói thì không còn bận tâm những ý niệm phân biệt. Hai nguyên lý đã nói là gì? Vạn hữu, ghi một cái đó đi, tôi biết mà đây, vạn hữu do duyên mà có, đã có rồi phải có lúc mất. Đây là hai nguyên lý quan trọng đó. Vạn hữu do duyên mà có, mà đã có rồi phải có lúc mất. Cái này là câu thường chú phải thuộc lòng, phải thuộc lòng, mà thuộc như con nít, như con két, con vẹt cũng được, lâu ngày nó thấp, cứ buồn buồn cái đọc hoài như vậy. Vạn hữu do duyên mà có, mà đã có rồi phải có lúc mất, phải có khi mất. Thì Đức Phật đã dạy rằng với cái nhớ như vậy thì nó không còn phân biệt. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói bà con nghe, thế thì như bây giờ bà con đã coi đó là cái cục đất sét rồi, thì nó ra làm sao mình cũng không có màng. Khi mà thấy đứa nít mà nó chơi đó, hai đứa nít lấy đất sét nó nắng con trâu, nó nắng cái lò nó chơi, thì trong lòng của mình đã biết rõ đất sét là cái gì, và mình biết là cái con trâu con khỉ mà hai đứa bé này nó nắng lên đó, cái giá trị thật sự nó là làm sao. Là mình biết rõ rồi. Cho nên cái gì mình đi ra vô mình nghe hai đứa nó ngồi nó bàn tán, nó mình lựng về cái con trâu con khỉ bằng đất, để mình nghe mình chỉ cười thôi, và thậm chí mình cũng không thèm nghe nữa, không muốn nghe luôn. Mà thậm chí bây giờ tôi kể chuyện hai đứa đó mà tôi cũng làm biến, mà nhiều ví dụ tôi đó mà tôi cũng làm biến cái miệng tôi đó, đâu gì biết được. Con nít mà cái chuyện đùi bu, có cái cục đất không chứ có cái gì đâu. Rồi thôi nắng là con trâu của thằng Tèo, rồi có sừng dài, con trâu của thằng Tí thì cái sừng ngắn, rồi con trâu của thằng Tèo nó mập, con trâu của thằng Tí thì nó ốm. Mà nói gì thì nói cũng chỉ là cái cục đất sét thôi. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó là cục đất sét thôi. Ở đây cũng vậy, khi mà thấy rõ là vạn hữu do duyên mà có, đã có rồi thì phải bị mất, thì thấy như vậy rồi thì không còn có cái chuyện phân biệt nữa. Đây là những khái niệm ví dụ thôi, có nghĩa là nói tất cả là có đúng không cũng không nên nói, mà nói là tất cả là không phải không cũng không phải. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu chỉ có mà hiểu ẩu á, hiểu kiểu mà lan man á, hiểu kiểu mà không phân tích á, thì nó là một cái thứ biên kiến. Còn nãy giờ tôi có nói rồi, có đây không phải là có một cái tôi, có một linh hồn, không phải. Mà có đây là có đồ lắp ráp. Mà không ở đây là gì? Không ở đây có nghĩa là không có một cái gì đơn nhất, mà phải nhớ như vậy. Cho nên trong đạo Phật hỏi cái có không nhiều ít, mình nói đó là tất cả là những giả niệm, tất cả đều là giả niệm đó, tất cả đều là giả niệm. Phải nhớ cái đó. Ở đây Ngài dạy rằng á, muốn thoát khỏi những cái giả niệm này thì phải luôn luôn nhớ công thức của duyên khởi. Mà công thức duyên khởi là cái gì? Là gom vào hai câu đã mới nói rồi. Lý duyên khởi nằm gọn trong hai nguyên lý vừa nói xong. Phải người nắm được cái đó thì phải nhớ cái đó, cái đó đã nắm được cái này thì coi như là không có còn bị nữa, không có bị lọt những cái biên kiến. Rồi cũng tôi nhắc hoài đó, cũng giống như mình có học cái hóa chất vậy đó, thì mình biết rằng là không có cái gì mà được gọi là ly nước chanh hết, tất cả là đều toàn là axit, là glucose, là protein, chứ còn không có cái gì mà nó là nước chanh hết. Nhưng mà khi mà mình ra ngoài tiệm á, mình phải kêu ly nước chanh chứ nữa, mình kêu cái ly gì bây giờ? Mình lo ra một đống quá chất mình nói thì cái thằng bầu bạn nào sẽ đến cái đường nó bán, thì mình phải kêu cái ly nước chanh, mình dùng ngôn ngữ bình thường. Nhưng mà vì mình có học quá chất cho nên mình kêu như vậy, mà trong đầu mình hiểu ly nước chanh nó gồm có cái gì trong đó. Đó, ở đây cũng vậy, cái người biết đạo thì cũng vẫn phải nói là cái nhà này nó cao, nhà kia nó thấp, cái bà này đen, bà kia trắng, mình phải nói bằng bình thường. Nhưng mình luôn luôn mình hiểu là vạn hữu do duyên mà có, mà đã có rồi và có lúc mất. Rồi, cái câu thứ hai, Bài kệ thứ nhất là bài kệ về kinh thứ nhất là kinh Chanus, về kinh thứ nhất là về kinh một vị Bà La Môn, kinh thứ hai là kinh Chanusoni, kinh thứ hai là Chanus, cũng mới vừa giảng xong đó. Rồi kinh thứ ba là Thượng Thế Phái, cũng đã giảng xong. Nó sướng ở chỗ là mình giảng một hơn mình không có nhớ, bây giờ mình nói là mình đã giảng 3 kinh rồi. Yeah. Đã giảng xong 3 kinh đó, giảng xong 3 kinh. Mà nhưng mà tôi muốn hỏi là bà con nghe có hiểu hết 3 kinh này không? Đã hiểu hết 3 kinh này chưa? Nói tới đây rồi mà cũng hiểu. Rồi xong. Rồi tiếp theo là kinh Thánh Đệ Tử. Yeah, kinh Thánh Đệ Tử. Cái kinh này đó, nếu mà mình đọc bản Việt đó, thì nó mệt mỏi lắm. Bây giờ bản Việt có thể hiểu lầm, bây giờ mình phải sửa lại một chút mình mới hiểu được cái kinh này. Vị thánh nhân không có nghi ngờ, đây là dịch bên trong vậy là suy nghĩ, đúng rồi, không có nghi ngờ về lý duyên khởi, các vị luôn đã là thánh nhân dù là sơ quả cũng không có thắc mắc về lý duyên khởi, tùy sức ở mỗi tầng thánh mà hiểu rộng hay hẹp, sâu hay cạn về lý duyên khởi. Cái câu kệ này, cái bài kinh này, biến mạnh điều 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 này, cái bài kinh này, biến mạnh điều